Hello, I'm here. Nhắn có chút xíu mà nhớ rồi. Nghe rõ hả? Kelly Lee. Mến chào các anh chị, hôm nay các anh chị khỏe không nhỉ? Let's see. Alphabetically. Wow, hôm nay có gà mờ rồi. Không có gà mờ là không làm được chuyện gì hết. Người thì nó lớn, người thì nó nhỏ. Ok, let me check my. Nhỏ đúng rồi. Bây giờ lớn dữ rồi phải không? Biết làm sao nhỏ không? Tại cái microphone nó nằm dưới đất. Cái microphone nó nằm dưới đất á. Biết gì? Tại cái microphone nó nằm dưới đất. Bởi vậy sao thấy trống trơn nè, biết không? Trống trơn. Mình nói đâu cần cầm microphone chi. Cầm mỗi tay thì thôi á. Tiểu mi mà làm biếng á hả? Thì không có ai trên thế giới này siêng hết trơn á. Không có ai trên thế giới này siêng hết trơn á. Thiệt mà. Tại Tiểu My làm việc gần như là 24 trên 24. Biết không, 5 phút take a nap của Tiểu My là quý lắm á. Đi sao kia. Ngủ dậy súc miệng đánh răng rồi mới vô đây nữa nha. That's why I'm late. Mà nói xạo ke, có hiểu xạo ke là gì không hả? Có hiểu xạo ke là gì không? Công tử bột hả? Ngủ nướng, ngủ nướng thì đúng. Có hiểu xạo ke là gì không hả? Dạ, công tử bột hổn quá, cho cái bát đi, cho cái bát lên đầu đi. Đâu phải, đâu phải đâu Quỳnh Tuấn. Xạo ke là gì? Nó nó những người xạo ke là gì các anh chị hả? Những người xạo ke là gì? Các anh chị không biết xạo ke là gì mà cũng nói nữa. Những người xạo ke là gì? Da là nói dối. Ok, là nói dối, là nói không đúng sự thật, là không biết gì hết cũng nói đó. Xạo ke có nghĩa là khi sáng mình ngủ dậy còn ke dính dính miệng tùm lum, biết không? Còn ke dính miệng tùm lum. Không chịu đi súc miệng, đánh răng. Cái mắt nhắm mắt mở, miệng mắt nhắm mắt mở rồi nói, biết không? Thì khi mà mình chưa có tỉnh thì mình nói nó không có đúng. Đồng ý không nào? Phải không? Tại ke còn dính miệng có nghĩa là có nghĩa là chưa có đi đánh răng súc miệng, nghĩa là chưa có tỉnh. Ok. Thì không đồng ý. Thành ra mình nói thì người ta sẽ nói mình xạo, ke còn dính miệng, thành ra gọi gọi là xạo vậy mà cũng không biết nữa. Xạo ke nghĩa là như vậy đó. Da thì dĩ nhiên là dơ rồi. Vậy đó nha. Bởi vậy tại làm sao anh nói ra đây, Tiểu My phải khuyên các anh chị đó, biết không? Sáng ngủ dậy á phải đi đánh răng súc miệng liền. Ok, có nhiều người nói chứ sáng ngủ dậy mình cũng ăn sáng anyway right, thành ra thôi để ăn xong rồi đi đánh răng súc miệng một lúc luôn, chứ không lẽ ăn rồi súc miệng nữa, phải không? Dơ thì thôi á, cái đó mới là dơ á. Tại vì nếu mà mình làm như vậy là mình ăn luôn cái của mình. Làm như vậy là mình ăn luôn cái ke của
những cái chất độc ở trong miệng của mình. Tại khi mình ngủ á các anh chị, khi mình ngủ á thì tất cả những chất dơ thường thường nó đi lên, nó nằm ở trong miệng của mình á. Okay. Sáng mà các anh chị không có chịu đánh răng súc miệng rồi ăn sáng, mà các anh chị đợi ăn xong rồi mới 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 đánh răng súc miệng thì các anh chị ăn everything vô miệng luôn. Vừa ăn kia vừa ăn chất độc chất dơ trong miệng thiệt mới. Có nhiều người như vậy, có nhiều người như vậy đợi ăn sáng luôn rồi làm một lúc phải không. Bởi vì người ta nói các anh chị mà ghét ai phải không, sáng sớm chưa súc miệng đánh răng á, lỡ cắn người đó một cái người đó chết liền. Chết liền á. Cắn người đó một cái là người đó chết liền á. Sao không chết được? Tại vì cái răng của mình nó có độc ở trong đó đó, có chất độc của mình á, cắn là họ bị infection liền á. Right, thành ra nhớ nha, sáng ngủ dậy phải đi đánh răng súc miệng rồi làm gì làm, ok? Đó là vệ sinh, ok? Mình sáng ngủ dậy mình chưa đánh răng súc miệng mà mình muốn nói chuyện với ai thì mình phải bụng miệng lại. Mình phải bụng miệng lại, ok? Tại nó có virus. Virus chứ không phải là virus nha, virus. Ok, let me check one more play to make sure audio setup. Ok, everything good now. Ok, rồi bây giờ bắt đầu nha. Bắt đầu đi bác sĩ. Cái bác sĩ gia đình là gọi sao các anh chị, hình như trong bài mình không có mention cái vấn đề này. Bác sĩ gia đình gọi sao? Family doctor hay là general doctor, gọi chung chung là bác sĩ tổng quát đó, là bác sĩ gia đình. What the difference between general doctor and specialist? Gia đình là house, bác sĩ là doctor, house doctor. House doctor là bác sĩ của cái nhà. Okay. Don't play with my face. Angry. Đừng có giỡn mặt với bổn cô nương nha. Okay. Bổn cô nương muốn gì là bổn cô nương sẽ làm đó. General là tổng quát đó, là tổng quát. Không phải là đa khoa. Là tổng quát. Đa khoa là bác sĩ nó có nhiều, chữa nhiều thứ bệnh phải không? Không phải. Không phải. Ok, let's start nè. Tôi muốn làm một cái hẹn để gặp bác sĩ, nói sao các anh chị? Tôi muốn làm một cái hẹn để gặp bác sĩ, không được nhìn bài. Quên rồi, mới học hôm qua là quên rồi. Khi mà các anh chị mở miệng ra đó, mình nên nói là I would like, okay? I would like, nó nice hơn. I wonder là mình nói với bạn bè đồ này kia, hay là mình nói với những cái người lạ, okay? Đó là những cái tiếng lóng. I would like, hay là I'd like, okay? Nó lịch sự hơn. Cũng giống như mình dùng chữ can đó, thay vì mình nói can thì mình nói could or would, okay? Nó lịch sự hơn. Hay là may, okay, may. I would like to make an appointment. To make chứ không phải to take nha. Yeah, I think you miss spring. To make an appointment. Appointment, không phải appointment nha. Appointment, có cái âm n ở trong đó, okay? This morning. Yes, Rocket. My job interview this morning. Hỏi đi, hỏi. Okay, bring your question in the text area, room text area, so everyone may help you. Okay.
I mean, someone might help you. Okay, let me open my text first. You live abroad? Sau cái bài này mình sẽ học cái bài direction nha các anh chị. Direction là gì? Là thí dụ mình đi lạc á, mình lỡ mình hỏi người ta chỉ đường cho mình phải biết đi. Đúng không? Mình phải biết đi. Cái này rất là quan trọng. Như các anh chị ở nước ngoài là sự chỉ dẫn về phương hướng, về đường xá đó. Okay, I have a job interview two people this morning. And what going on, Rocket? Ok, Phan đã chỉ nói vậy thôi. Bây giờ mình học cái bài đi bác sĩ cho nó xong cho rồi. What is mentor, manager or mentor? Okay, what going on right here? Okay, các anh chị giúp cho Rocket đi. What? This one good. If I don't have okay, let's see. I'm back. Manager keeps asking my big boss, what do you think? What do you want to ask? Hear my story first. You're slow, Rocket. Asking three times. And then my big boss replied, good. Why? And then, do you think a manager don't like me? No. The big boss is always a higher range than the manager, right? So he have to ask the big boss decision. Well,
Right? Không các anh chị? No, I don't think so. Cái người big boss á, big boss á, thường thường nó phải cao hơn, nó quan trọng hơn cái người manager. Các anh chị đồng ý không nào? Big boss thường là cái ông chủ, ok, cái ông chủ mình mới gọi là big boss. Thành ra dĩ nhiên rồi, thí dụ không có mặt ông chủ ngay chỗ đó thì cái người manager có thể quyết định được, nhưng có mặt ông chủ thì dĩ nhiên cái người manager phải hỏi qua ông chủ rồi, phải không? It doesn't mean he didn't like you, right? Không có nghĩa là cái người manager không có thích bạn. Oh, you said that. You say your interview, you have the interview with two people, right? A big boss and a manager. That's what you said. Okay. Do you have Yes, I do. Do you have any swim? Oh, not C, but it's still A. Đợi thêm đi tí xíu nha. Let me correct my text first. Dễ quá. Cái gì vậy? Yes, I do. And B. Ok rồi. Ok bây giờ let's start nha các anh chị. Để coi Rocket còn nói gì nữa không. Now a feeling a manager don't like me. After an interview, a manager said, he said, give me your phone number and I call you back later. But the people replied, you have a job and come back here on Monday next week. Okay, where are you from, Rocket? I mean, where are you living? Không trả lời thì thôi. Ok, bây giờ mình bắt đầu học nha các anh chị. Ngày hôm qua mình stop at yeah. Cái cô receptionist của nó ấy. How do you know that?
Okay. How do you know that in advance? Okay, hôm qua mình stop right here. Cái cô receptionist nói Rocket, thì mình sẽ cho Rocket cái gì đó, job interviews later, okay? Hôm qua mình ngừng ngay chỗ này. Wait a minute, please. Could you come at 3 o'clock today? Mình trả lời là thay vì mình nói yes, mình nên nói cái này. It would be fine. Sao không được vậy ta? Thường thường đó, khi mà mình có một cái job interview đó, đúng, người ta ít khi nào mà người ta nhận mình liền hết trơn á, nếu mà đúng theo thủ tục á, okay. Đúng theo thủ tục đó, ít khi nào người ta nhận mình liền hết trơn á. Tại trong cái application á, thường thường mình có cái số điện thoại, even người ta nhận mình, người ta cũng không có trả lời liền ngay lúc đó, ok. Bây giờ tất cả những cái gì là người ta phải gửi cái information cho mình, ta kêu mình về đi, ok, rồi người ta sẽ gọi mình. Tại vì đâu có phải một mình đi một mình fill cái application đâu, đâu có phải một mình đi xin cái việc đó đâu. Ngoại trừ những cái việc mà chỉ cần một người thì it's ok, nhưng mà trong những cái big company, những cái hãng lớn, không bao giờ người ta trả lời liền cho mình biết là ô, người ta nhận mình hết trơn, không bao giờ. Người ta kêu mình về đi, tại vì người ta còn phải duyệt những cái application khác nữa, rồi người ta chọn ra nữa, right? Yeah. Thành ra đừng có feel bad khi mà người ta cho người ta, tất nhiên là người ta nói là để số điện thoại lại, no, trong cái application nó có số điện thoại, địa chỉ, everything ở trong đó rồi, phải không? Thành ra người ta cứ nói ô, bạn về đi rồi tôi sẽ gọi bạn. Even người ta nhận mình, người ta họ cũng nói mình đi về đi. Okay. That's the way. Thường thường là như vậy. Chỉ khi nào mình đi interview một job mà chỉ cần có một người thôi, ví dụ cái position nó đang available, nó đang trống mà chỉ cần một chỗ thôi, thì nó có thể nó trả lời mình liền. Nhưng mà trong một cái big company, một cái position nó cần nhiều người chứ đâu phải một người đâu, ví dụ như vậy, thì nó kêu mình về đi, nó còn phải duyệt lại cái hồ sơ của mình với những người khác nữa, thế rồi nó mới chọn ra ai là người tốt nhất, rồi nó sẽ gọi cho mình biết. Thế bây giờ nó đã nhận rồi còn worry gì nữa, okay. Còn cái vấn đề mà manager mà nó give you a hard time, that's not a big deal. Đâu có thể mà khi mà mình interview nó ghét mình liền được, cái đó không phải, đó là cái không phải là cái cách làm việc, okay. Even mình có xấu như quỷ đi nữa nó cũng không có được quyền ghét mình. Yeah, when you got a job, ok, các anh chị hơi trễ giờ quá rồi. Anyway, congratulations Rocket. Don't worry too much Rocket, ok? Take it easy yourself. Ok rồi, mình nói là it would be fine. Thay vì mình nói yes, cô thư ký của nó, cái cô receptionist nói bạn có thể tới 3 giờ chiều nay hay không, thì mình sẽ nói it would be fine.
Được, thay vì mình nói yes thì mình nói it would be fine. Right. Ok, rồi. Bây giờ tiếp tục nha. Tiếp tục tập đọc nha các anh chị. Những câu này rất là dễ. Cái này dành cho các anh chị nước ngoài đó. No, 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 no more effective. Sao cái con chuột này nó so sensitive right? Phải đổi con chuột khác mới được. Post why không được. Society and then yes, this is one. Okay, and then tí xíu nha các anh chị, sorry. Tại cái này phải post. Ô, bữa nay có grammar rồi hả? Đâu grammar, đã mất tiêu rồi. Yes. Grammar, are you there? Nãy giờ quên grammar đi. Có grammar đỡ quá. It don't take long to post. Grammar, are you there? Grammar, grammar. Grammar. Kêu gà mờ đó, đặng post bài dùm tìm mi khỏi mất công. Take an action to do something. Gà mờ. Gà mờ đã mất tiêu rồi. Cảm ơn. Ok, gà mờ post dùm tìm mi cái này ok. Sau khi mà cái cô receptionist của nói bạn có thể tới 3 giờ chiều nay được hay không? Mình sẽ nói là yeah, it could be fine, right? And then giờ mời sẽ post ra cho các anh chị nha. Ok thì có dấu xuống giọng nghĩa là gì? Có cái question mark đó hả? Có cái punctuation đó hả? Mình phải bỏ những cái dấu nặng đồ đó hả? Làm ờ, phải không? Hay là để chúng mình làm lại nha. Để chúng mình làm lại. Làm như vậy được không? Làm như vậy được không? Kêu gì hả? Con chuột á. Khi mà tiểu mi để sai chỗ đó là nó cự như vậy á. Nó kêu tưng 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 tưng. Để sai chỗ là nó kêu như vậy á. Các anh chị đợi tí xíu nha. Con chuột của các anh chị không có kêu hả? Con chuột của các anh chị không có kêu hả? Yes, ok, mình sẽ đọc những cái dòng chữ này nha các anh chị. Khi mà mình nói được, it would be fine. Cô receptionist, cô sẽ nói, so, see you at 3. Anything else I can help you?
Nhắc lại một lần nữa. Help. Okay, help. Chứ không phải help nha các anh chị, mà cũng phải là help nha. Help you. No, thank you. Thank. Chứ th mình la lưỡi ra, mình không có đọc là thank you. Okay, không phải là thank you mà là thank you. La lưỡi ra đọc giống như chữ T vậy đó, nhưng mà phải la lưỡi ra. Thank you. Okay. Rồi cô receptionist cũng sẽ nói thank you. Help, help, help. Cái âm V, cái âm Y không đọc nha, mình đọc âm V. Muốn đọc được cái âm V đó thì cái răng trên phải cắn cái môi dưới, cắn nhẹ nhẹ thôi nha, cắn mạnh đứt ráng chịu á. Ok, cái răng trên phải cắn cái môi dưới, mình đánh cái âm V ra. Help, 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 chứ không phải là heo nha. Help, help a good. Thường thường đó double vowel có nghĩa là hai cái nguyên âm, thường thường mình phải có cái khuynh hướng nó kéo dài. Good. Ok, giờ phải phát âm cái ending sao là D. Good. Ok, nếu mà phát âm không được mình đọc rõ ra. Good, 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 good. Rồi mình đọc nhanh 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 cho mình đọc nhiều lần cho cái miệng của mình nó có khuynh hướng lặp lại hai âm. Mình nói good, 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 good. Rồi mình nói không cần suy nghĩ, tự nhiên cái miệng nó lặp lại hai âm cho mình. Good, 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 good. Ok, rồi từ từ cái sao mình sẽ chỉ đánh cái âm ra thôi, đừng có đọc rõ nữa, nhưng mà cũng còn hai cái âm trong miệng. Ok, good. Right. Rồi, you have a good day too. Two. Một cái là two, một cái là two. Hai chữ đọc gần giống nhau nhưng mà tại là nó hai nguyên âm thì nên mình kéo dài chút xíu. Two, two. Okay. Right. Bye, bye. So see you at three. Anything else I can help you? No, thank you. Thank you. Have a good day. Bye. You have a good day too. Bye. Mấy chữ này dễ đọc phải không các anh chị? Rồi bây giờ các anh chị gọi vô Skype cho chị My đi. Không mất cái Skype rồi ta. Hôm qua mới download lại mà. Yes, right here. Được mà, tả lên. Hello, cô Tiểu My. Yeah, hello. Who's that? I, Quỳnh Anh Tuấn is the second one. Quỳnh Tuấn, Quỳnh Tuấn. Linh, you just kissed me, right?
không biết ai bị chịu chuyển viên của mình tại cái gì ai nào let's see. Thủ phạm là Quỳnh Tú á. Ồ, cô tắt rồi cô ạ. Ok, chỉ là thủ phạm là... Chắc thủ phạm là Helen quá à. Tắt rồi ạ. Thủ phạm là Linh quá. Chỉ là chắc thủ phạm là chiếc... chắc thủ phạm là chiến thắng. Đẹp kia. Bây giờ anh chị làm cái đó tiếng đó tiếng thử coi thủ phạm là ai là ai. Ok thử nha. I'm sorry. I have to look you up. Hello? Hello? Đâu có đâu, đâu phải thủ phạm là Tiểu My đâu. Thủ phạm là cái người sau cùng đó. Là Quỳnh Tuấn á. Ok. Là Quỳnh Tuấn á. Quỳnh Tuấn, you are the last one I lock you off. Dạ yeah, để coi ai gọi vô mà nó bị started như vậy. Bây giờ rồi Quỳnh Tuấn nè, với lại Linh nè, với lại Helen Phạm gọi lại cho tiếng đi please. I'm sorry. Thank you, chứ không phải là thank you nha, thank you. Yeah, thank you. Good day. Okay, good day. Have a good day. Okay. Right. Okay, one more time, please.
đều với mẹ. Các anh chị, tại sao cái con này họ không có nói là anything else, I mean anything else, can I help you? Mà họ nói là I can help you. Tại sao vậy các anh chị? Tại sao? Nó là câu hỏi mà tại sao không đổi đảo ngược cái chờ động từ đó phía trước. Câu hỏi đuôi. Nếu mà dâu nó đã nói là câu hỏi thì nó phải đảo ngược. No, cái này không phải là thắc question. Tại vì đây không phải là câu hỏi. Đây, yeah, đây nó gọi là cái I can help you. Anything else that I can help you? Đây là một cái mệnh đề I can help you. Có nghĩa là anything else that I can help you. Cái mệnh đề này nó bổ nghĩa. Nó làm tính từ nó bổ nghĩa cho cái mệnh đề ở phía trước. Cái danh từ ở phía trước. Okay. Cái danh từ ở phía trước. Thành ra đây không phải là cái câu hỏi, mà đây là một cái câu mà actually nó là câu hỏi, nhưng mà nó không phải là câu hỏi. Một cái câu hỏi sao quên cái chỗ đó rồi. Đợi tôi đi chút xíu nhỉ. Các chị hiểu không? Cái mệnh đề I can help you có nghĩa là that I can, có cái sự gì mà còn cái sự đó là tính từ, nguyên cái mệnh đề nó làm tính từ, nó bổ nghĩa cho cái danh từ anything ở phía trước. Thành ra mình không có cần đảo cái, mình không có cần đảo ngược lại cái trợ động từ với cái chủ từ. Okay, that's good enough. And thank you, Lynn. Next one. Next one will be Nguyễn Tuấn, please. Nguyễn Tuấn, could you read this, please? Versus là VS đó, abbreviate go versus đó, có nghĩa là against. Okay. Có nghĩa là against. Chị Nhi trả lời cho Thảo Noi đó. Thảo Noi, against là chống lại. Thí dụ cái người này chống lại cái người kia. Okay, Quỳnh Tuấn đọc đi, please. Versus. Okay, versus. Có nghĩa là chống lại.
Ví dụ như tiểu mi vs gà mờ là tiểu mi với gà mờ quấn lộn, thấy như vậy á thì tiểu mi thua cái chắc. No no, gà mờ thua cái chắc chứ. Gà mờ thua cái chắc, thấy như vậy. Tại vì bên này đàn bà mà đánh đàn ông là đàn ông né chứ đâu dám quấn lợi đâu. Okay. Là đàn ông né chạy. Chạy. Ok, Quỳnh Tướng. Quỳnh Tướng là thủ phạm. Quỳnh Tướng đọc không có ai nghe hết trơn á. Rất là vui. Người hành tinh đọc, người thế gian đâu có nghe đâu. Sí, Quỳnh Tướng là thủ phạm và đổ thừa Tiểu My. Ghét quá. Mình phải trả lời Quỳnh Tướng mới được. Ủa, cái chỗ đó đâu rồi ta? Là this one. Cái này nè. Là this one. Cái này nè. Thế Winter. Winter. Can you hear me? Yeah, Quỳnh Tướng, log off thử coi, log off Skype thử coi, hả? Ồn quá, ồn quá. Quỳnh Tướng, get off the Skype đi cưng. Cưng cưng, cưng cưng, cưng cưng. Cưng, log off đi, please. Yeah, thì log off đi. Off rồi hả? No, you're still in Skype with me. Ủa vậy ai là thủ phạm? Còn ai? Helen. Helen, could you read this please? Helen, người đẹp. Okay. Can you spell this certain? Okay. No, no, not this one. Okay, Gamma, please, could you repost this, please? Gamma, please. Ây da, lộn xộn thì thôi á. Lộn xộn thì thôi á. Để xin cô học cả. Yes, cảm ơn. Rồi, Helen. Helen, could you read this, please? Yeah, okay. So, see you a tree. Anything else I can help you? No, thank you. Thank you. Have a good day. Bye. You have a good day too. Bye. Okay, wait a minute, please. Thank you. Thank you. Nó đọc là thank you hay là thank you? Thank you. Thank you, phải không? Chứ không có là thank you, okay? Nhưng mà okay. Mình phải le lưỡi ra, please. Le lưỡi. Thank you. Rồi lấy cái răng cắn cái lưỡi, cắn nhẹ nhẹ. Okay, rồi đánh nó ra, đánh cái âm th ra. Thank you, chứ không phải là thank you. Thank you. And thank you. That's right, good. Đọc thành chữ T, okay? Thank you. Thank you. Right. Ô, đổi giọng rồi hả? Nãy Tiểu My nhớ Tiểu My đã tắt cái sound call rồi mà. Let me see. Yeah, I off everything. Okay, now one more time please. And you else. Có S nha, else. Okay. Yeah, anything. Anything.
chứ không phải anything. Okay, anything cũng là th luôn. Okay, anything. So, see you a tree. Anything else I can help you? Help. No, thank you. Help. Help. Yeah, đọc chữ help trước rồi qua chữ P. Help. Help. Right. Go on, please. Anything else I can help you? No, thank you. Thank, thank you. Thank, thank. Thank you. Chứ không phải, chứ phải thank you. Okay. Thank you. Thank you. Have a good day. Bye. Have a good day too. Bye. To chứ không phải to nha, không có đọc rõ là to mà là to. To. Yeah, cái này I'm sorry. Cái đọc to. 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 Đọc hai chữ nó giống nhau nhưng cái phía sau kéo dài to, còn kia là to. Hey, to. To. Right. Okay. Okay, that's good enough. And thank you very much, Helen. Thank you. Thank you very much. Yeah, thank you. Thank. Hình như thank là cái giọng anh đọc thành chữ think. Okay, think. Think. Right. Okay. Actually là thank you. Thank you. Okay, good. Next one. Cảm ơn. Goodbye. Yeah, goodbye. Okay, mình qua đoạn khác nha các anh chị. Đó, đây là cái bước đầu tiên mình make appointment. Making an appointment. Nghĩa là ở nhà mình gọi vô văn phòng bác sĩ, mình làm một cái cuộc hẹn. Thì cô receptionist, cô sẽ cho mình cái cuộc hẹn lúc mấy giờ, đại khái như vậy. Okay. Giản dị như vậy rất là nhanh các anh chị. Rồi, bây giờ 3 giờ chiều, mình lại văn phòng bác sĩ. Thì trước nhất là mình phải gặp cái cô receptionist at the reception. Ok, các anh chị đợi tí xíu nha. Dễ phải không các anh chị? Dễ phải không? Ok, gầm post dùng tiếng Mỹ cái này nha. Mình học đó là học những câu nói thông thường, giản dị, dễ hiểu. Ok, ở trên cái banner nói basic English. English. Các anh chị có thể nói sao cũng được hết trơn. Nhưng mà các anh chị nói ở trong bài thì nó đúng hơn. Ok. Rồi, ra môi chạy rồi. Phải không? Phải ra môi chạy rồi phải không? Yeah, ra môi trở vô trở lại. Đợi ra môi tí xíu nha các anh chị. Ra môi chắc bị disconnect. Kìa. Yeah, có em Chi. Hello em Chi. Could you do me a favor, please? Giờ mình qua đoạn mới các anh chị, qua đoạn mới. Em Chi. Yeah, chụp được ai chụp. Please.
Ok, các anh chị đợi em chị một chút xíu nha, sẽ post bài ra cho các anh chị. Lâu quá. I mean, làm cái Skype này lâu quá. Ok, bây giờ mình tới văn phòng bác sĩ at the reception. Ok. Rồi mình vô mình sẽ gặp cô receptionist. Mình nói cái gì? Yes, anh chị coi MT đó. Mình sẽ gặp cô receptionist, mình nói hello. Hay là đây là một trong những cách mình nói I like to see a doctor. Hoặc là hello, I like to see Dr. Smith. Một là mình, nếu mà mình không chưa có biết mình gặp bác sĩ nào thì mình chỉ nói I like to see a doctor. Còn nếu mà mình biết mình gặp bác sĩ nào thì mình nói cái tên của họ ra. Thường thường mình phải nói cái last name. Ok. Còn muốn nói cái first name cũng được, nhưng mà mình phải đi kèm theo cái last name luôn. Đó là cái lịch sự. Ví dụ mình nói hello, I would like to see Dr. Maria Nguyễn. Đã khá như vậy. Hôm nay mình làm bác sĩ nè. Ok. Anh chị hiểu được phải không? Thành ra cái Smith này là cái họ. Ok. Còn nếu nói cái first name thì phải nói luôn cả cái last name mới lịch sự. Ok. Hay là I would like. Câu thứ ba là I like to make an appointment to see doctor. Ví dụ mình chưa có làm cái cuộc hẹn ở nhà thì lúc này mình nói cái câu này. Tôi muốn làm một cái cuộc hẹn để gặp bác sĩ gì đó. Được hay không? Nếu mà mình chưa có lấy cái hẹn. Ok. Hay là mình nói cái câu, nếu mình nói không rành tiếng Anh cho lắm thì mình nói cái câu Do you have any doctor who speak Vietnamese? Okay. Chị hiểu rồi phải không? Ba cái câu sau đó. One, two. Yeah, ba cái câu sau đó có nghĩa là walking patient. Nghĩa là mình chưa có cái hẹn. Mình chưa có cái hẹn, mình vô mình nói tôi muốn làm một cái cuộc hẹn để gặp bác sĩ gì đó. Hay là có bác sĩ nào nói tiếng Việt được hay không? Là cái gì vậy? Ok, rồi bắt đầu tập đọc nha các anh chị. I'd like. Cái âm K ở phía sau nó hơi cứng cái hàm nha các anh chị. Like. Và thường thường mình kéo dài cái miệng, mình mới đọc được cái âm K ở phía sau. Kick. Kéo dài cái miệng. Pick. Cái âm Y không có đọc. Ok. Make. Like. To see a doctor. A doctor. Đừng có đọc nặng là doctor nha các anh chị. Doctor. Hello. I'd like to see Dr. Smith. Cái âm TH ở phía sau phải la lưỡi ra please. Smith. Ok, Smith. I'd like to make an appointment. Appoint. Có cái âm N nha các anh chị, chứ không phải appoint nha. Không phải appoint, mà là appoint. Ok, appointment. To see doctor you have. Have. Ok, răng trên cắn môi dưới have. Any. Any doctor who speak. Cái âm K nữa phải không các anh chị, nên đọc nó hơi cứng and hơi kéo dài chút xíu. Speak, chứ không phải là speak nha. Không phải speak. Speaks Vietnamese. Ok, một lần nữa nha. Ok, đợi mình đi xíu. I like to see a doctor. Hello. I like to. Ok. Có người hỏi. I'd.
nhỏ nhỏ ai. Anh chị nghe không? Nếu không phát âm được thì mình phải đọc rõ ra I'd. Chị thấy không? Mình đọc làm sao cho cái miệng mình nó tập phát âm hai âm luôn, nó tập đọc hai âm luôn, I'd. Right? Like kéo dài miệng, like to see Dr. Smith. I'd like to make, kéo dài miệng luôn, make an appointment, có cái âm an xuống giọng mũi, point, rồi mình mới lên âm t, point, an appointment to see doctor. Do you have any doctor who speaks Vietnamese? Nhiều khi đọc chậm nó khó hơn đọc nhanh nha các anh chị, tại đọc nhanh mình nuốt chữ, nuốt âm, right? Nhưng mà đọc chậm thì phải đọc rõ ra, okay? Đọc rõ ra. I'd, right? I'll, okay? I've. Các anh chị thấy không? Rất là dễ. Mình tập đọc hai âm rõ ràng ra rồi mình đọc nhiều lần cho cái miệng mình có hai âm, rồi mình chỉ đánh cái âm ra thôi. Sau cùng mình đánh cái âm ra thôi. I've. Thầy Lan nghe không? Nghe tiếng đi đọc không? Đọc mấy cái âm sao không? Ok, đó là cái cách mình đọc. Ok, rồi, last time nha. I'd like to see a doctor. Hello. I'd like to see Dr. Smith. I'd like to make an appointment to see doctor. Do you have any doctor who speaks Vietnamese? Ok, rồi, bây giờ Quỳnh Tuấn. Quỳnh Tuấn bây giờ. Your mic is better now. Ok, Quỳnh Tuấn. Quỳnh Tuấn đọc nha. Yeah. Cô Thanh nói là cô mới vô phòng. Ok, then. Here you are. Yeah. I'd like to see a doctor. Hello, I'd like to see Dr. Smith. I'd like to make an appointment to see doctor. Do you have any doctor who speaks Vietnamese? Smith. Chứ không phải là Smith nha, không phải Dr. Smith nha. Smith. Đọc nó hơi chạy ra. Tiếng Mỹ thường thường các anh chị đọc chạy, đừng có đọc nặng quá. Không phải là Smith. Không phải là Smith, mà là Smith. Có âm TH phía sau nữa. Could you repeat this please? Start over then. Smith. Yes, Smith. Smith. That's right. Okay, now one more time. The whole thing please. I'd like to see a doctor. Hello, I'd like to see Dr. Smith. I'd like to make an appointment with to see doctor. Do you have any doctor who speaks Vietnamese? Không phải who speak mà là who speak. Cái âm K đó kéo dài miệng and yeah, kéo dài cái miệng, kéo dài cái môi đó, I mean cái môi đó. Speaks, chứ không phải là speak nha, không phải speak. Mà là speaker, yeah, an appointment, point, appointment, yeah, appointment, right, có cái âm n nữa, okay, point, right, appointment, right.
Okay, one more time, please, the whole thing. Start over. Yeah. I'd like to see a doctor. Hello, I'd like to see Dr. Smith. Smith. I'd like... Go on, TH, this out. Smith. Smith. Uh-huh. I'd like to make an appointment to see doctor. Do you have any doctor who speaks Vietnamese? Yeah, make. Make, chứ không phải make. Yeah, make. Kéo dài miệng luôn, make. Make. Right. Okay, that's pretty good. And that's good enough. And then, and thank you very much, little boy, Winter. Yeah, thank you. Okay, you're very welcome. Anyone else? Thank you. Gọi vô đi, please. Thì, câu này có nghĩa là tôi muốn gặp một bác sĩ. Okay. Thí dụ như là các anh chị nói cái tên bác sĩ thì không có cần chữ A. A, B, C. Còn nếu mà không biết là bác sĩ nào thì mình nói a doctor. I like to see a doctor. Doctor gì đó, một cái bác sĩ nào cũng được là khá như vậy. Còn mình biết tên thì mình nói cái tên ra. Còn mình chưa có làm cái hẹn thì mình nói là ồ, tôi muốn làm cái hẹn để gặp bác sĩ gì đó. À, nếu mà mình không có khá tiếng Anh thì mình nói ồ, có bác sĩ Việt Nam ở đây hay không, khá như vậy. Okay. Do you take your nap? No. Mình không có phải là in medical đâu. Nhưng mà mấy cái điều này là mấy cái điều giản dị để nói chuyện thôi, đâu có cần phải là take medical school mới nói được mấy chuyện này đâu, phải không? Ok nào, các anh chị khác gọi vô đi, đặng đọc bài please. Đây là bước đầu tiên mình vô văn phòng bác sĩ, mình làm chuyện này, mình nói chuyện này. Rồi, Linh. Dạ, tại vì mình không có thấy. Ok, Linh. Could you read this, please? Could you hear me? Kina Minna, could you hear me? Very good. Thí dụ như là mình thuyết trình á, là khá như vậy. Rồi cái buổi thuyết trình chấm dứt, mình ra mình gặp bạn mình nói, could you hear me?
là could you thấy như vậy nghĩa là cái could you là quá khứ, còn can you là hỏi là hiện tại. Mình không còn chữ could you do it for me, đó là hiện tại luôn. Okay, it could, oh my god, it's making much noise. Cái could you hear me là mình hỏi về quá khứ. Bạn có đã nghe tôi chưa? Bạn đã nghe tôi phải không? Là thấy như vậy. Nhưng mà cái could you do it for me là hiện tại. Là cái chữ này, chữ could này đó, nó thay cho cái chữ can để nói một câu văn nó lịch sự. Okay? Chứ không phải là mình nói về quá khứ. Chị hiểu rồi phải không? Ok rồi, ai đó cứ làm ổn hả? Hình như Helen. Không phải em tắt đi rồi ạ. Yeah, I mean, you, could you read this for me please? Ok. I'd like to see a doctor. Hello, I'd like to see Dr. Smith. I'd like to make an appointment to see doctor. Do you have any doctor who speaks Vietnamese? A point. Không phải a point. Không phải a... Đọc gì quên rồi. Ok. À, đọc lại một lần nữa, please. I'd like to see a doctor. Hello. I'd like to see Dr. Smith. I'd like to make an appointment to see doctor. Yeah, không. Do you have any doctor who speaks Vietnamese? Không phải a point, không phải a point nha, không phải a point. Nếu mà nói a point là mình thiếu cái âm n. Âm n á, a point. A point, point. Yeah, point chứ không phải a point. Yeah, không phải a point. And doctor chứ không phải doctor nha, doctor đọc nhẹ lại thôi. Doctor. Doctor. That's right. Okay, last one please. I mean, yeah, đọc một lần cuối nha, please. Okay, I'd like to see a doctor. Hello, I'd like to see a doctor's face. I'd like to make an appointment to see doctor. Do you have any doctor who speaks Vietnamese? Speaks. Who speak? Speak. Speaks. Yeah, speak God. Speak. Speak. Yeah. Speak. That's right, Vietnamese. Okay, that's good. Yeah, that's good. That's good enough. And thank you very much. Thank you. Okay, giờ mình qua đoạn kế đi các anh chị, nếu các anh chị không gọi vô. Nguyên một đoạn dài luôn cho rồi đi, cái này dễ thôi. Ok, Long Quỳnh. Dạ, yeah, em chào cô Quỳnh Thi, em chào yeah. Các bạn. Dạ, yeah, em thấy chắc chị đó không có gọi vào á, em nghĩ là các bạn nó đi đâu rồi. Wow, Long Quỳnh biết, you know how to play piano? Piano? No. Sorry, I don't know. When I went to that, I just see a beautiful, nice piano, and I want to take a picture as memory. Yeah. I like it. I thought that you play piano, like me. Wow, you can play piano? Yes, I'm a music instructor. Wow. Hope in one day you can teach us how to play piano. No, it's so hard if you take a lesson online. Take piano lesson online is hard. No, just kidding you. We would, but it's so hard to. Yeah, I wish I would do it sometimes, but yeah, but it's hard. I know it's so difficult to take a piano lesson online. Okay, now, yeah, can you read this, please? Yeah. I'd like to see a doctor. Hello,
I'd like to see a Dr. Smith. I'd like to make an appointment to see doctor. But you have a doctor who speaks Vietnamese? Do you have any? Do you have any? Yeah. Could you? Okay, one more time, please. Yeah. I'd like to see a doctor. Doctor, đừng có nói nặng là doctor, không phải doctor, doctor, yeah, doctor. Let me. I'd like to see a doctor. Hello. I'd like to see a Dr. Smith. I'd like to make an appointment to see doctor. Do you have any doctor who speaks Vietnamese? Okay, appointment chứ không phải appoint, không phải appointment, appointment. Appointment. Yeah, đọc có cái âm N nữa. Doctor. Phải không? Doctor, chứ không phải là doctor. Doctor. Okay, let me double check this one too. Appointment, right? Appointment. Yeah. Okay, and one more time, please. Đọc hết một lần nữa nha. I'd like to see a doctor. Hello. I'd like to see a Dr. Smith. Không có chữ A ở đây nha. I'd like to see Dr. Smith. Không có nói A, Dr. Smith. I'd like to see Dr. Smith. I'd like to make an appointment to see doctor. Do you have any doctor who speaks Vietnamese? Okay, that's good enough. Okay, cảm ơn Long Nguyễn. Yeah, em cảm ơn cô Dũng Minh nhiều ạ. Next one, an angry tiger. Angry tiger. Hello, good morning. Yeah, hello, how are you doing? I'm doing well, thank you. And how about you? I'm fine too, thank you. Now, could you read this, please? Yes. Cô có nghe không cô? Yeah, we still hear you. I'd like to see a doctor. Hello, I'd like to see Dr. Smith. I'd like to make an appointment. And chứ phải an nha, and. And. Right, and. And an appointment to see doctor. Do you have any doctor who speaks Vietnamese? Do you have? Do you have any doctor who speaks Vietnamese? Yeah, now one more time, please. I'd like to see a doctor. Hello, I'd like to see Dr. Smith. I'd like to make an appointment to see doctor. Do you have any doctor who speaks Vietnamese? Okay, that's good enough. And thank you very much, Tiger. Angry. Thank you for giving me. Tiger Angry. I like your nickname anyhow, I mean. Okay, bây giờ qua đoạn kế nha các anh chị. Đoạn này hơi dài nha, mình học cho rồi đi. Where are we? Yes, right here. Đoạn này rất là dài. Không biết, không phải dài. Nhiều toàn là những cái chữ dễ thôi không? Okay, let's see. Yeah, grammar here. Okay, grammar, post giùm Tiểu My cái đoạn này nha, please.
Yeah, nice relay. Thank you. I think I missed something. Được rồi, yes. Ok, nào mình qua cái đoạn mới. Khi mà mình hỏi như vậy á, thì đây là một trong những cái cách mà mình gặp cái cô receptionist, mình hỏi để gặp bác sĩ á. Ok. Rồi, bây giờ tiếp tục coi chuyện gì xảy ra. Để tìm PM cho FT luôn, nhờ MT làm luôn. Nhà có hai ốp trong room dưới thì thôi á. Thì gọi vô đi, please, gọi vô đi. Không phải, dạ, đọc lại cái đoạn đó nha, gọi vô đi, please. Ok, anh MT giúp chị My post cái này ra luôn nha. Làm mở với anh em chị. Rồi, cảm ơn làm mở với anh MT nha. Ai cũng được hết trơn, nhưng mà các anh chị nhớ giơ tay lên không thôi. Các anh chị mới vào tưởng Tiểu My favorite các anh chị, ok. Chị gọi vô đi, ai gọi vô cũng được hết, nhưng mà phải giơ tay lên. Ai gọi vô trước thì sẽ đọc trước. Lâu quá à, các anh chị làm lẹ lẹ đi please. Cái bài này còn dài đó. Ok, help Lin, Hà Tùng Lin and Brian. Nó mở chạy đang mất tiêu rồi. Với lại anh em chị chạy đang mất tiêu rồi. Khi nào gặp mở với lại em chị mà post ra thì mình sẽ đọc đoạn mới nha anh chị. Hello. Em chị. Thầy con kỹ vô cho thầy con kỹ mình. Làm mơ nữa. Ồ, biết hãy lên nhìn lại con. Ok, bây giờ các anh chị đọc đoạn mới, ok, đọc đoạn mới. Các anh chị ở trong Skype đợi cho mình nha. Rồi, cô receptionist cô sẽ hỏi là do you have an appointment? Do you have an appointment? Is it oral? Khi các anh chị thấy âm O mình kéo dài ra một chút xíu, ok, urgent. Urgent. Urgent là có gấp hay không? Bạn có lấy hẹn chưa? Có gấp hay không? Cái gì vậy? What's your name? Mình sẽ trả lời là yes, I do. At 3. Có nghĩa là dân tôi đã lấy hẹn lúc 3 giờ. Ở nhà tôi lấy hẹn để gặp bác sĩ lúc 3 giờ. Đại khái là nhiều khi mình nói ngắn gọn như vậy. Không cần phải nói dài dòng. Yes, I do. Already made an appointment at 3. Không cần nói như vậy. Mình chỉ trả lời giống tắt. Yes, I do. At 3. And what's your name? Oh, my name is Steven Anderson. Rồi tiếp cô. Xin cô sẽ hỏi. Do you have a medical insurance? Thường thường bây giờ mình đi không, họ đi khám bác sĩ họ đều sẽ hỏi có insurance hay không. Biết ở bên Mỹ bây giờ mà các anh chị không có medical insurance thì phải bị phạt đó.
Minnesota. Em ai để xin cái health insurance là must the first right, cái ngày cuối cùng để mình xin insurance đó. Obama healthcare đó là ngày ba nếu mà cái chị không có health insurance là xem chị sẽ bị đóng phạt. Chị bên chị biết điều này không? Làm sao chính phủ biết mình không có insurance chị? Hả? Làm sao họ biết mình không có insurance? Có cả chục triệu người, làm sao họ biết? Hả? Dạ, Obamacare á. Yes, very good. Khi mình thay thế á, bây giờ trong cái platform bây giờ nó có cái mục mà nó hỏi mình có insulin hay không, có health insulin hay không. Nếu mà mình trả lời no là mình sẽ đóng phạt. Ok, tôi sẽ hỏi bạn có health insulin hay là medical insulin hay không. Mình còn gọi là health insulin. Ok. Health insurance. Yes, I do. Dân, tôi có. Rồi cô sẽ nói just a moment. Just a moment. Moment. Please. Yeah. Cô sau khi cô nói, sau khi mình nói tôi có, cô sẽ trả lời là ok, vậy đợi một chút xíu nha. Làm ơn đợi một chút xíu nha. Rồi cô mới check cái book của cô. Cô coi coi cái tên của mình là Steven Anderson. Có hẹn lúc mấy giờ để tắt cái gì? Đó là cũng đợi một chút xíu để cô check á. You're right. Ồ, bạn nói đúng rồi, bạn ba giờ. Đi, take a seat. Làm ơn ngồi đợi đi. Làm ơn, take a seat là ngồi đợi đi. The doctor will see you soon. Bác sĩ sẽ gặp bạn trong chốc lát nữa. Thank you. Mẹ cảm ơn. Cô mắc đi. Rồi, mình ngồi đợi một chút sau mới đi ra. Cô gọi tên mình. Please come in. The doctor is ready to see you now. Bác sĩ sẵn sàng gặp bạn bây giờ. Okay. Rồi, một lần nữa nha. Do you have an appointment? Is it urgent? Urgent. Kéo dài âm R. Urgent. What's your name? Yes, I do at 3. Có nhiều người đọc cái này không được. Cái này không phải là 3. Không phải là 3. Mà là 3. 3. Mình le lưỡi, mình đánh cái âm TH and R, 3. Okay. Bắt buộc các anh chị phải le lưỡi đọc mới đúng. Không le lưỡi đọc không có đúng. 3. Okay. 3. At 3. Steven Anderson, do you have a medical? Okay, mình sẽ đọc là med, chứ không phải là me nha các anh chị. Medical, 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 nhưng mà mình đọc nhanh. Okay. You have a medical insurance. Okay. CE officer đọc là S, insurance. Cái insurance chữ CE ở sau đó mình sao thành âm S. Okay. Insurance. Yes, I do. Just a moment, please. Yeah, you're right.
chữ này, nó đọc giống như chữ này. Tại làm sao như vậy? Tại cái âm y mình không có đọc, không các anh chị? Thì có phải hai chữ nó viết giống nhau không? Cái âm y mình không có đọc, đã hai chữ viết giống nhau, right? Thì đã đọc giống nhau. Yes. Yeah, you're right. Cái chữ right chỉ nên chú nhận thế, chứ đừng có cắn răng. Cái này là cắn răng, right. Cái này cũng cắn răng luôn, right. Đấy. Nhưng mà cái chữ right các anh chị nên chú miệng để nó có. Okay. Mình chú miệng, mình nên đọc và mình đánh cái âm chi là right. Okay, right. Please take a seat. Sit. Sit. Chị thấy hai chữ đọc khác. Sit là động từ, sit là danh từ. Thành ra cái chữ sit nó có hai cái nguyên âm, thường thường hai nguyên âm mình được kéo dài. Okay, sit, còn kia là sit, right? Okay, next one, the doctor will. Cái âm L đó thì mình phải con lưỡi. Okay, will, right? Will. C. Cái âm S đó mình đọc thành âm S tiếng Việt. Okay, C. We'll see you soon. Soon. And look, Anna. S thì đọc thành chữ X, right? And hai nguyên âm thì mình kéo dài chữ chiếu soon. And xuống âm N, giống mũi là âm N. Soon. Soon. Okay. Thank you. Please. Come, come, xuống mũi luôn. Âm N với âm M mình xuống giọng mũi. Không phải là come, come nha. Không phải come, come là come, 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 in, in. Xuống giọng mũi luôn, in. The, âm TH phải là lưỡi. The doctor is ready to see you now. Hai cái chữ này á, các anh chị ưa lộn. Okay. Một chữ đọc là now, còn một chữ đọc là no. Necessary hả? Tùy chắc đi đi. Khi mình đọc chậm á, thì mình phải đọc rõ ràng. Cái âm nó làm sao mình phải đọc rõ ràng. Còn khi mình đọc nhanh á, có thể mình nút âm, mình nút chữ. Ok? Nhưng at least mình đọc từng chữ mình phải biết cái phát âm đúng là làm sao. That's my point. Chắc chị phải không? Chị mới đọc nút âm đúng không? Hả? Khi mà các anh chị nói chuyện nhanh á, thì các anh chị có thể mình có thể nút âm, mình nút chữ luôn. Nhưng mà ở đây thì mình cố tình muốn các anh chị phải đọc chậm rãi từng chữ và các anh chị phải phát âm cho nó đúng từng chữ. Okay. That's my point. Ok rồi, bây giờ cái chữ nhớ nhầm, cái chữ now, không có chữ K đó thì đọc là now, còn có chữ K thì đọc là no. Ask me why, I don't know why. Anh chị nào biết luật cắt nghĩa đi, tiểu mi học cái chữ nào, tập phát âm chữ nào là tiểu mi biết phát âm cái chữ đó, như thế đó mà thôi, chứ còn tiểu mi không còn biết luật gì. À, non ai sổ ai nhỏ nữa. Okay. Rồi, trở lại từ đầu nha, lần nữa nha. Do you have an appointment? Is it urgent? What's your name? Yes, I do at. Chữ này đó, nên thả miệng hơn là nên kéo dài miệng at, chứ phải là at. S là kéo dài miệng, còn A là hả miệng. Ok, let me check đây.
chi độc ác cũng được, nhưng mà thường thường á mình nên hỏi miệng. Thì phải không? À, right. Ổng đâu có đọc là S đâu, right? S at 3 o'clock, at 3 o'clock, okay? Yes, I do at 3. Stevenson, do you have a medical insurance? Yes, I do. Just a thousand, just a moment, please. Yeah, you're right. Please take, kéo dài miệng, take a seat. The doctor will see you soon. Thank you. Please come in. The doctor is ready to see you now. Ok, mình đang học basic English, thành ra giống như là tiếng Việt bàn chậm chậm cho các anh chị nào còn yếu hay là mới học tiếng Anh, các anh chị phải hiểu điều này nha. Còn các anh chị đã khá rồi thì ok, nào bây giờ các anh chị gọi vô đi. I'm sorry. Okay, because I haven't finished. Okay, let me open the Skype again. So I know who's with me now. Yeah, got Lynn, Ha Tu Lin and Brian. Okay, Lynn, could you read this first, please? Okay, wait a minute. Let me see. Let's hit it squad. Yeah. Yeah. Chứ phải là yes. Yeah. 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 Cái giải đam một chút. Hai cái nguyên âm mà E and yeah. Hey, yeah. Right. Một chuyện. Cái nữa là cái gì nãy quên rồi ta. Okay. Now, could you repeat the whole one time, please? Yeah, urgent. Ready. Kéo dài, yeah, ready. Còn cái này là đọc là your, không phải là door. Không phải là door nha. Your, đọc cái dê của tiếng Việt của người Nam á, your. That's right, này là you. Không phải là you, không phải là D nha. Yeah, D. Ok, nào, xoay đi. Một lần cuối, đọc đồ. Anderson. Không phải là Anderson.
Right, and okay, có những cái trick mà word của chúng mình, okay, mình đã chúng mình học trong trường ấy chỉ vậy, và chúng mình muốn chia sẻ các anh chị rằng những cái trick này thường thường nó áp dụng như hầu hết luôn. À, các anh chị coi cái này nha. Anderson, thấy cái chữ and right? Anderson, chứ không phải Anderson. Moment, đọc là moment, chứ không phải là moment. Cái chữ em là phụ âm đứng chính giữa hai cái nguyên âm. Okay, người ta mình sẽ đọc cái phụ âm đó cho cái âm trước, và đọc cái phụ âm đó cho cái âm sau luôn. Mình sẽ đọc là moment, chứ không phải là moment. Là để đi check, à, từ điểm một chút xíu nào. Tại nhiều khi với chúng mình chỉ học viện nó quen và đến trường mà chia sẻ cái sai lầm thì hơi quên chút xíu, không biết có chắc hay không nên phải check từ điển. Yeah, that's right. Moment. Moment. Yeah, moment. Okay. Let's see. Nó phát âm gì? Moment. Yeah, moment. Moment. Chứ không phải moment. Moment, chứng đó là moment. Aha, moment chứ không phải là moment. Là cái luật đó nhiều khi hầu hết nó như vậy, nhưng mà có những cái trường hợp nó exception, nó ngoại lệ. Cái này là ngoại lệ rồi, moment. Okay. Chết rồi, em thì offline. Okay, now next one. That's good enough, and thank you. Thank you, who? Lin Phong, Lin. Do maybe, yep. Từ điển nào hả? Thường thường chỉ mình dùng từ điển. Hôm bữa post cho các anh chị rồi mà. Rồi chỉ mình coi nha, dùng từ điển này nữa. Các anh chị muốn kiếm từ điển rất là nhiều, các anh chị chỉ cần Google nó rồi các anh chị đánh cái dictionary.com là nó sẽ hiện ra nhiều cái link cho các anh chị. Đợi nha, chị mới dùng từ điển này nè. Oh, không post rồi được. Nó có rất nhiều từ điển các anh chị. Okay, now next one will be let's see who's with me in Skype. Okay, next one Brian. Brian. Yeah. Okay. Yeah, and yeah, could you do this please? Okay. Do you have an appointment? Appointment. Appointment. Right, that's right. Is it urgent? What's your name? Yes, I do at 3. Stephen Anderson. Do you have a medical insurance? Yes, I do. Okay. Just a moment. Please. Is okay, hồi nãy có người hỏi, đợi cho mình chút xíu. Yeah. Insurance.
Let me double check that. Insurance. Yeah, we start on the second one. In the second one. Right, in the second one. Insurance. Yeah, insurance. Yes, I do. Just a moment, please. Yeah, you're right. Please take a seat. The doctor will see you soon. Thank you. Please come in. The doctor is ready to see you now. Okay, that's good. Yeah, now, chứ không phải no. Okay, that's good now. Enough. Yeah, that's good enough. Thank you, Brian. You're so good. Thank you, Mr. Wu. Yeah, you're very welcome then. Okay, next one will be Ha Tung Lin. Ha Tung Lin. Yeah, could you please read this? Do you have an appointment? It is urgent, but your name? Yes, I do at 37 Anderson. Do you have a medical insurance? Yes, I do. Just a moment, please. Yes, you are right. Please take a seat. The doctor will see you soon. Thank you. Please come in. The doctor is ready to see you now. Okay, wait a minute. Ha Tung Linh phải không? Yes. Ha Tung Linh đọc có nhiều cái hơi sai đó. Okay, Ha Tung Linh đọc lại nha, please. Đọc chậm rãi nha. Một lần nữa, please. Do you have an appointment? It is urgent. What's your name? Yes, I do at 37 Anderson. Stephen. Stephen. Yeah, Stephen. Stephen Anderson. Do you have a medical insurance? Insurance. Mm-hmm. Next one, please. Yes, I do. Just a moment. Moment. Please. Just you are right. Yeah. Kéo dài một chút xíu. Yeah. Cái chữ yeah, giống như chữ yes đó, mà mình không có đọc cái âm s. Yeah. Yeah. That's right. Yeah. Yeah. Uh-huh. You're right. You're right. And you're right. You're right. Please take a seat. Take, chứ phải take. Kéo dài cái mô. Take. Yeah. Take. Good, go on. Yeah. Please take a seat. Coffee. Please take a seat.
see you soon. Soon. Yes, yeah, soon. Soon I'm end. Soon. Soon. That's right. Thank you. Thank you. Thank you. La lưỡi ra, please. Thank you. Thank you. Please come in. Please. Doctor Erat. Please. Go, I'm sick. I'm asking. Mm. Please. Please. Come in. Hope I'm ready. Where? Yeah, ready. Ready. Ready to see you now. Đọc giống như là cái màu đỏ đó. Okay, giống như cái màu đỏ đó. Red, yeah. Red, right? Mà mình kéo dài chút xíu. Ready. Ready. Right, ready. Ready, ready. 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 Right, màu đỏ đó. Ready. Yeah. Okay. To see you now, right? To see you now. To see you now. Okay, that, I think that's good enough. Hà Trung Linh, cảm ơn Hà Trung Linh nha. Vâng. Chữ well đó phải cong lưỡi nha, well. Well. Yeah, well. Well đó, well. Cong lưỡi phía sau tự nhiên nó có cái âm L, mình không cần đánh ra nó cũng có cái âm L. Well. Phải, well. Okay, coi còn ai trong Skype với chị My nữa. Okay, Angry Tiger, you're the last one. Yeah. Yes, I'm here. Okay. And could you read this, please? Yes. Do you have an appointment? Is it urgent? Cái chữ is á, mình đọc thành âm z ở phía sau is. Thành ra khi mà mình nói qua thì nó sẽ là z, phải không? Yes. Stephen Edison. Do you have a medical insurance? Yes. Yeah, insurance. That's right. Insurance. Yeah, insurance. Yes, I do. I just a moment, please. Yeah. You're right. Please take a seat. The doctor will see you soon. Thank you. Please come in. The doctor is ready to see you now. Okay, that's good. Cái chữ này. Okay, in alphabet order, we sound like A. A, B, C. Thành ra A. A. Có nhiều người đọc là O. A seat. Please take a seat. How about that? Thế thì thường thường, cái single character mình nên đọc nó là A. Một chữ nó riêng biệt mình đọc nó là A. Okay, a sit. Hơn là a sit. Right. A, B, C đó. Okay, that's good enough. Angry Tiger, and thank you very much. Thank you. Thế chị có thích đọc chậm vậy không? Hả?
cái phần tập đọc thì mình phải đọc cho nó đúng từng chữ phải không? Mình phải phát âm cho nó đúng từng chữ phải không? Có nhiều người nói đọc chậm quá. Có chậm quá không các anh chị? Hả? Ý là cái giờ này đó mình đọc chậm như vậy đó mà đến trường các anh chị cái giờ speaking các anh chị cũng đọc sai như thường, khổ thì thôi. Cái giờ tập đọc mình nên tập đọc chậm rãi từng chữ để mình phát âm cái chữ đó cho nó chết cho trong miệng của mình luôn. Phải không các anh chị? Right. Còn các anh chị mà muốn đọc nhanh nhiều khi mình nuốt chữ hay là mình đọc sai âm mình không biết. Ok. Mình không biết. Right. Yeah. Thành ra Tiểu My muốn các anh chị đọc chậm rãi từng chữ để mình biết ô cái chỗ đó mình sai chỗ nào. Phải không? Chết có nghĩa là nó không nhúc nhích được. Có nghĩa là ví dụ mình đọc chữ yes, mình không có thể đọc chữ yes được. Đó, ý của Tiểu My nói nó chết là nó chết cái âm đúng ở trong miệng của mình. Nó không thể nào đọc ra ngoài chữ khác được. Please, please, mình không có thể đọc là please được. Come, mình không có thể đọc là come. Right, chết đứng luôn. Chết nghĩa là mình không có thể đọc, không có thể nhúc nhích cái gì khác cái đó hết trơn á. Ý của Tiểu My nghĩa mình như vậy á, ok. Chị hiểu được phải không? Với Tiểu My không có biết dùng lược. Oh, long I thì phát âm sao, long short I thì phát âm sao. Chữ nào với Tiểu My là Tiểu My đọc chết cái chữ đó, không thể đọc chữ khác được. Thấy như vậy. Ok. Tên là gì hả? Tên là Tiểu My đó. Tên là Tiểu My đó. Tên thiệt đó nha. Tên tiếng Việt á. Còn tên tiếng Mỹ là Maria. Ok, nào, Hà Tùng lên rồi phải không? Bây giờ mình qua đoạn khác nha các anh chị. Lên đọc chưa vậy? Lên đọc chưa? Lên đọc rồi luôn. Không có thị. Không có thị. Không có thị. Maria, Tiểu My Nguyễn. Ok, nào, các anh chị còn ai gọi vô nữa không? Trong Skype hết rồi. Hà Trung Linh đọc rồi nè. Hà Trung Linh đọc rồi nè. Bây giờ không gọi vô thì mình đọc đoạn mới nha. What time is it now? Thôi đọc đoạn mới đi các anh chị. Cho hết cái phần mà. Ok, bây giờ qua cái phần. Sao ồn quá vậy ta? Ồn quá à. Không biết thủ phạm là ai nữa. Ok, bây giờ qua cái phần bác sĩ khám bệnh nha. Qua phần bác sĩ khám bệnh. Dạ, các anh chị mới gọi vô, các anh chị sẽ đợi đọc cái đoạn kế nha. Being examining. Examining. Ok. Nhận người này cái đó trước đi.
call on hold. Ủa sao on hold vậy ta? Làm thì mi đứng luôn rồi. Khi các anh chị còn nghe tiếng mình nói không vậy? Hả? Còn nghe tiếng mình nói không vậy? Hết nghe rồi. Hello? Nghe hả? Ok, bây giờ mình qua đoạn mới nha các anh chị. Coi coi. Oh, it's me now. Nghe rõ lắm phải không? Cramp. 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 Yeah, cramp. Các anh chị thấy không? Chúng mình đọc chữ nào là nó chết chữ đó. Giờ mở từ điển nó cũng đọc giống y chang luôn á. Nó cũng đọc giống chữ mình luôn. Cramp. Ok, being examined. Examined. Là khám bệnh. Ok, là được khám bệnh. Hay là bị ông bác sĩ đè ra. Bị ông bác sĩ đè ra khám bệnh. Ok, chị My nhờ giờ mời làm nha. Sẽ post bài cho các anh chị. I think there's something wrong with this one. Ok, grammar please. Nếu chị My phải sửa cái text lại và mở post ra mới được. Thường thường khi mà mình vô bác sĩ khám bệnh á, các anh chị nghĩ ổng làm cái gì nè? Bị đè ra khám bệnh. Các anh chị nghĩ ổng làm cái gì nè? Hả? Yes, đúng rồi, ổng hỏi. Ổng hỏi mình bệnh gì, rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Trong khi các anh chị trả lời thì mình sửa cái text lại chút xíu. Ghét quá. Rồi ổng làm gì nè? Khám là khám cái gì? Khám là khám cái gì mới được ha? Phải nói rõ ra. Ok, phải nói rõ ra khám cái gì ha? Khám chỗ đau, chỗ nào đau,
Nên chị phải nói rõ ra mới được. Ông kêu ông làm cái gì nè, các anh chị phải phải nói rõ ra mới được. Đâu có đâu, nhiều khi mình đau chỗ này ông khám chỗ khác. Bác sĩ xịn thì không cần hỏi hả? Nhìn cái là biết mình đau chỗ nào. Nhìn cái là biết mình đau bệnh gì liền hả? Bác sĩ nào hay vậy? Hả? Nghi ngờ bác sĩ đâu quá. Có nhiều ông bác sĩ về thêm mồ đi. Thường thường mà đo tim đó các anh chị, đo tim đó. Ok. Có cần cởi áo không? Đo tim á, nghĩa là lấy cái thám hết luôn hả? Hả? Cái này là chị mình chia sẻ. Lấy cái ống nghe đó. Không sửa là không có post ra được. Các anh chị trả lời đi. Khám cái gì? Dạ yeah, đúng rồi. Thường thường ông bác sĩ á, ông lấy cái ống đó. Có thể là ổng chỉ luồn vô, và có nhiều ông bác sĩ ổng cũng đặt ở ngoài cái áo, ổng cũng nghe được. Thế nhưng mà chắc ăn thì nên luồn vô mới nghe rõ hơn, chứ không cần bắt mình phải cởi áo. Thế rồi xong rồi. Đợi, bây giờ Gamer không biết còn còn nữa hả? Cầm một post ra cái này dùm chữ mi được hay không? Chữ mi yeah. Tôi cần giúp gì cho bạn? Rồi mình nói ô bác sĩ tôi bệnh quá. Tôi bệnh gì đó mình nói ra mấy cái bệnh rồi mình khai cái bệnh ra, thấy không? Thấy gì right. Khi Gamer không có ở đây hả? Ok, điểu là bát hả?
là xấu á hả? Trời, giúp các anh chị gần 3 tiếng rồi, bây giờ còn bị chê nữa, còn bị sai sẻ nữa. Ok, dài. Ok, để Tiểu My làm lợi nha. Tiểu My làm lợi nha, gầm mộm. Anyway, that's it for today. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Tập đọc xong mới gửi. Ok, tập đọc xong mới gửi. Không, không chịu phát bài. Các anh chị copy and paste đi. Những cái gì mà Tiểu My post ra nãy giờ đó, các anh chị copy and paste đi. Học cái phần đoạn đó trước đi. Bây giờ gỡ bài rồi next week rồi ngồi đó cứ nhìn bài hoài, không nhìn Tiểu My gì hết trơn á. Không có ngu đâu, ok. Vào lớp thì phải nhìn thầy cô chứ không được nhìn qua nhìn. Yeah. Ok, gặp các anh chị. Today is Thursday, right? Today is Thursday. So I see you next week then. Gặp các anh chị tuần tới nha. Ok, tuần tới. Thứ tư, thứ năm học cái này. Ok. And nhưng đói bụng rồi, nó bụng quá, nãy giờ nó bụng quá. Hát karaoke đâu vậy? Karaoke ngày mai là Good Friday đó, các anh chị có được nghỉ không giờ? Hả? Hát online hả? Total online mà hát ở đâu? Hả? Hát với thầy Sinner hả? Ờ, Sinner khoái hát lắm á. Không, nó bụng quá hát đâu nổi đâu. Nó bụng quá hát không nổi. Dạ, yeah, thầy Sinner là khoái hát lắm á. Thầy Sinner biết không? Hồi xưa đó, cách đây mấy năm á, khi mở một cái room cũng English, thì kia Tiểu My vô giúp biết không? Vô giúp, Tiểu My cũng giúp khi được một ngày, giúp thêm được một ngày. Thấy him mở room để him hát không hả? He hát không? Taking charge all the time, so phải không? Hồi xưa thầy xin là có cái room, các anh chị có biết không? Có cái room học English luôn, học Anh văn luôn. Old room. Ok, các anh chị gặp các anh chị tuần tới nha. Chúc các anh chị một ngày một đêm bình an vui vẻ. And happy holiday, Good Friday. And chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. Tuần tới mình sẽ học tiếp cái bài này. Ok. Khi gửi mail lại cho Gamer nha, and thank you Gamer for helping me.